Chào tất cả mọi người đến với clip tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ quay clip gọi là unbox một con sáp Stupid Claywalk. Đây thì là một con sáp mà có một cái thương hiệu mà khá là lâu rồi. Ngày hôm nay mình sẽ quay clip unbox cho anh em xem mấy con sáp này. Giá có dưới 200k thì anh em bỏ ra đạt được những gì em nhá. Hiện tại mình vừa mới về xong nên là người hơi mệt chút, thì mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ quay unbox thôi. Sẽ quay clip unbox thôi nhá. Ok, bắt đầu thôi. Bây giờ mình sẽ bóc hàng thôi. Ủa rồi, cái góc quay của mình để nó hơi okay, không đủ ok cho lắm. Bây giờ mình sẽ quay clip unbox thôi. Trước khi quay mình sẽ phải xé cái phần này ra. Đây. Có vẻ mình sẽ phải lấy một chút cái đây, mình sẽ bóc siêu bên này ra này. Đây, có thể bóc siêu trên này. Mình sẽ bóc siêu nó nhanh nhanh một chút anh em nhá. Ở đây mình sẽ bóc cái phần nào đâu nhỉ. Có vẻ shop đóng khối hàng rất là kỹ. Nên mình nghĩ là lấy kéo thôi. Em chờ chút để mình phải lấy kéo. Để mình kéo mình cắt ra nhá. Không cắt được rồi. Không biết là kéo đâu rồi. Trời giời. Đây mình sẽ cắt. Ok, mình sẽ quay unbox rồi nhá. Bây giờ mình sẽ quay clip là unbox cho em xem cái con hàng gọi là con sáp mà ngày xưa ở 30 sao có bán. Thế là con sáp này ấy, ngày xưa 30 sao có bán đấy. Nhưng bây giờ mình sẽ quay cái đoạn unbox này. Đây mình sẽ xé cái phần này ra. Đây bạn. Rất ni lông giấy. Gói rất là kỹ. Thế nên ấy, là mình sẽ phải mở ra. Chắc mình sẽ mở kiểu này thôi. Đây là thực ra mình unbox khá là nhiều nên mình sẽ quay anh em xem cái đoạn unbox này. Đây là đơn mua giá 136.000. Và bây giờ mình sẽ unbox từng chi tiết cho anh em xem gọi là nó khác như thế nào anh em nhé. Đây, mình sẽ bóc cái dưới đây một chút. Đây, có vẻ quay đoạn bóc này mất mấy phút. Đây, sẽ bóc phần này. Ok. Đây, ok, đây, bạn bóc. Ok, sau khi bóc ra rồi mình sẽ đẩy cái làm ra cho nhanh. Đây, sẽ bão phần này ra rồi. Mình nghĩ là xé phần này ra một chút rồi. Bây giờ mình sẽ quay unbox cho em xem. Và mình sẽ gọi là đã bóc hàng hơi lâu một chút. Đây. Đây con sáp nó nằm ở đây. Úi giời ơi. Bây giờ mình sẽ đẩy nó ra em nhá. Đẩy cái nó ra. Các bạn bóc hàng này hơi lâu nên là mình sẽ để nhận nó ra nhanh thôi. Ui dồi ôi, cái sọt đồng khối hàng rất là kỹ này nè. Làm bóc nó hơi lâu một chút. Đấy, bóc hàng khổ sở đến mức độ này ấy. Ok, đây chính là thiết kế của con Stupid Claywalk cho anh em xem con này ấy. Là có hạn sử dụng đến 3 năm sau. Đây là thiết kế vỏ hộp nhìn khá là đẹp với cái chữ Claywalk này, đây với cái đó Stupid này.
khi mở ra là một cái lớp nó xốp, và chất sáp con này là chất sáp cứng giống lớp này đời, và mùi hương thì là mùi giống mùi nước hoa em ạ. Bây giờ mình sẽ quay, mình sẽ test chi tiết cho anh xem về con Stupid Rewatt này khi mà lên tóc mình nó sẽ như nào em nhá. Đây mình sẽ quay một chút trở lại tóc cam. Đây, cái con này ấy, có mùi nước hoa nhẹ nhẹ. Cái con Stupid Rewatt này ấy, mình sẽ quay đoạn review cho anh xem về con sáp, vì vỏ hộp nhìn khá đẹp không. Đó, con sáp sáp cao cấp. Đây là chất cái màu sáp này giống như màu Rose Rider. Em ạ, đây cái màu sáp này nó giống như màu Rose Rider, và mình sẽ bắt đầu quay thử cho em xem. Is in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play. How I rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, seeing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I'm working every day. Đây là con sáp đến từ Trung Quốc, và đây là con sáp kia mình đã vuốt khi mà lên tóc của mình. Thì con này con cảm giác hơi bóng nhẹ nhàng. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the a.m. that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new past divine, yeah, true passion shines. Rule passing time, I choose second times. You snooze half the time while I move passing by. Không quá nhiều nữa, đúng không? cùng một loại chất sáp cái đấy cứng nhiều, nên là thành ra là cũng phải lấy một lực bàn tay nhất định thì mới được. Và thôi, clip may mình xin kết thúc video tại đây. Còn nếu mọi người thấy hay thì mọi người nhớ cho mình nhớ like, comment và đăng ký kênh cho mình tiếp tục ra nhiều video hay hơn nha. Chúc tất cả mọi người và hẹn gặp lại đến clip sau. Tạm biệt mọi người nha.